Xin chào các bạn khán giả của Xem Gì Hôm Nay. Các bạn thân mến, đã gần 20 năm trôi qua, bộ phim Hoàn Châu Cách Cách vẫn ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng người hâm mộ tại khắp các quốc gia châu Á. Một Hạ Tử Vi yếu đuối nhưng kiên trung với tình yêu, một Tiểu Yến Tử lém lỉnh nghịch ngợm, một Ngũ A Ca chiều chuộng người yêu hết mực, tất cả đều khiến cho Hoàn Châu Cách Cách trở thành siêu phẩm hàng đầu châu Á. Vậy sau gần 20 năm kể từ thành công của bộ phim thì làm sao đình đám ấy bây giờ ra sao? Bật mí một chút là có người thì hưởng cuộc sống giàu sang, nhưng cũng có kẻ thì vướng vào vòng lao lý, rồi có người còn đi tu nữa. Hãy cùng Xem Gì Hôm Nay khám phá ngay thôi. Băng băng, chỉ có thể nói đến gián, đến chuột đều được, nhưng đừng bao giờ nói đến ma, bụi sợ lắm. Trong số các mỹ nhân Hoàn Châu, Phạm Băng Băng có cú lội ngược dòng ngoạn mục hơn cả. Từ vai diễn A Hoàn tính tình cảm chịu, Phạm Băng Băng giờ đây vụt sáng, trở thành mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sau nhiều năm thì Phạm Băng Băng là gương mặt sáng giá của hàng loạt nhãn hàng đình đám của Trung Quốc cũng như là trên thế giới. Các xe phim và đóng quảng cáo của cô luôn cao ngất ngưởng. Cô có nhiều năm liên tiếp nắm giữ vị trí đầu bảng trong top nghệ sĩ Trung Quốc giàu có nhất. Cô vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chỉ đến năm 2015, cô và Lý Thần chính thức công khai hẹn hò. Cặp đôi này được rất nhiều sự ủng hộ và chúc phúc. Đến năm 2018, Phạm Băng Băng bị dính líu đến việc trốn thuế và phải nộp phạt số tiền lên đến 3,1 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Điều này đã khiến cho sự nghiệp diễn xuất cũng như là sự nghiệp kinh doanh của cô lao dốc trầm trọng. Cô bị tẩy chay khỏi làng giải trí, cắt toàn bộ hợp đồng quảng cáo. Trong thời điểm đó thì Lý Thần cũng tuyên bố cả hai đã chia tay. Hiện tại sau một thời gian vắng bóng, cô đang dần quay trở lại làng giải trí Hoa ngữ. Nhất cử nhất động của cô vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận. Tuy nhiên thì cô vẫn chưa lấy lại được vị thế trước đó của mình. Triệu Vi. Tiểu Yến Tử, ta hỏi muội, hôm nay muội cứ ném tú cầu về phía ta là có ý gì? Sau thành công vang dội của Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vi một bước thành sao, trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí châu Á thuở bấy giờ. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh của cô khiến cho bao chàng trai và cô gái ngày đêm ngưỡng mộ. Sự nghiệp của Triệu Vi cũng lên như diều gặp gió. Khi Triệu Vi vừa đảm nhận vai trò diễn xuất, vừa thử sức mình ở lĩnh vực ca hát. Tiếp theo đó, những năm trở lại đây, cô cũng đang gặt hái thành công với vai trò đạo diễn phim với những dự án bạc tỷ. Các bộ phim của cô sản xuất đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Về cuộc sống đời tư, Triệu Vi chọn bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời bên đại gia Singapore Huỳnh Hữu Long. Cho dù Huỳnh Hữu Long trước đó đã có một đời vợ và có con trai, cả hai kết hôn bí mật vào năm 2008 và đến năm 2010, cô hạ sinh bé Tiểu Tứ Nguyệt vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn. Những căn hộ hạng sang, nhà máy sản xuất rượu nho, đầu tư vào thị trường cổ phiếu sinh lời, tất tần tật khiến cho Triệu Vi cùng với ông xã giàu lại càng thêm giàu. Hiện tại, hai vợ chồng là một trong những cặp vợ chồng giàu có và quyền lực nhất làng giải trí xứ Trung. Trời lạnh lắm, Hoàng hậu Dung Mama, hãy vào trong phòng ngồi trước đi. Lâm Tâm Như. Cũng giống với Triệu Vi, Lâm Tâm Như cũng có một sự nghiệp lên hương nhờ siêu phẩm Hoàn Châu Cách Cách. Tiểu nữ biết chị ấy không lừa dối tiểu nữ. Tiểu nữ biết nhất định là có nguyên nhân mà. Chị ấy bị thương. Cô nàng Hạ Tử Vi cũng hết mình phấn đấu vì sự nghiệp nghệ thuật với vai trò nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng người Đài Loan. Cuộc sống đời tư của Lâm Tâm Như cũng thu hút sự quan tâm của báo giới. Mỗi lần tham gia đóng phim là một lần Lâm Tâm Như dính tin đồn phim giả tính thật với bạn diễn nam như là Đường Quý Lễ, Nhậm Tuyền, Tô Hữu Bằng, Viên Hoàng, Dương Nhất Triển, Hoắc Kiến Hoa. Vậy nhưng, đến năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai hẹn hò rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Thời điểm ấy, có tin đồn rộ lên là vì Lâm Tâm Như mang thai mà Hoắc Kiến Hoa đã bị ép phải cưới Lâm Tâm Như. Nhưng sau tất cả, hiện tại hai vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ cùng cô con gái cá heo con của mình, cũng như luôn dành cho nhau những lời có cánh mỗi khi có dịp. Hai vợ chồng cũng tiếp tục phát triển tốt trên con đường sự nghiệp diễn xuất và sở hữu rất nhiều tài sản bạc tỷ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Tô Hữu Bằng. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhắc tới Tô Hữu Bằng, người ta nhớ ngay tới một Ngũ A Ca điển trai, văn võ song toàn. Cũng sau vai diễn Ngũ A Ca, anh vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A không chỉ ở Đài Loan, Trung Quốc mà danh tiếng còn vang xa khắp châu Á. Sau đó, anh tiếp tục đạt thành công lớn trong các bộ phim tiếp theo như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Ỷ Thiên Đầu Lòng Ký hay là Tân Thiên Long Bát Bộ. Thời gian sau, anh cũng chuyển hướng lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim và nhận được nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn.
Có sự nghiệp thành công là thế, nhưng đời sống tình cảm của Tô Hữu Bằng lại không được may mắn cho lắm khi vẫn lẻ bóng một mình. Dù sau khi đóng xong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, ba diễn viên Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như dính phải nhiều lời đồn đoán tình cảm. Thế nhưng khán giả vô cùng tiếc nuối khi anh bỏ lỡ mất lời hẹn cùng với Lâm Tâm Như chung đường ở tuổi 40. Vì đã quá lâu mà người hâm mộ chưa thấy Tô Hữu Bằng có tin hỉ thông báo với truyền thông, nên có thời gian Tô Hữu Bằng vướng nghi án đồng tính. Dù vậy thì Tô Hữu Bằng vẫn không để ý tới lời đồn này và tiếp tục tận tâm tận lực cho sự nghiệp. Châu Kiệt. Ngũ A Ca, đa tạ mũi tên đó của huynh, bắn hay lắm. Trong Hoàn Châu Cách Cách, Châu Kiệt đảm nhận vai Phúc Nhĩ Khang, người có mối tình đậm sâu với nàng Hạ Tử Vi. Tuy cùng một dàn với những diễn viên đình đám, song Châu Kiệt lại không hề có sự nghiệp hiển hách, gia thế khủng hay gì. Ngược lại thì anh được biết đến với những scandal vạ miệng, thường xuyên lôi chuyện Hoàn Châu Cách Cách như thế nào năm xưa để lấy câu chuyện làm quà tại các show truyền hình khi được mời đến, hay thích làm cao, đòi cát xê gấp 3-4 lần bình thường. Tháng 9 năm ngoái, cái tên Châu Kiệt lại nổi lên, nhưng lại vì scandal trốn nợ khi thua bài tại Macau. Các song bài casino tại đây hiện gửi đi một bức thư nói rõ việc muốn thu nợ từ diễn viên này. Sau hàng loạt scandal nghiêm trọng về nhân cách, sự nghiệp của Châu Kiệt dần dần tụt dốc, chìm nghỉm giữa một rừng sao hoa ngữ. Sau khi không còn chỗ đứng trong ngành nghệ thuật, nam diễn viên đã lẳng lặng về quê ở vùng Đông Bắc làm nông và trở thành một đại gia nông nghiệp. Trong tay có hàng ngàn mẫu đất tại Đông Bắc Trung Quốc, cũng như khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Còn nói về chuyện đời tư, Châu Kiệt vẫn chưa lập gia đình, cuộc sống lẻ bóng dù đã bước sang tuổi 50. Trương Thiết Lâm. Trong suốt sự nghiệp của mình, Trương Thiết Lâm là tài tử chuyên trị vai hoàng đế, được nhiều khán giả yêu mến. Ông đã đóng hơn 40 vai quân vương và trở thành nam diễn viên được làm vua nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn Càn Long trong Hoàn Châu Cách Cách dường như được sinh ra để dành cho nam tài tử Trương Thiết Lâm. Trên phim vào vai hoàng đế có Tam Cung Lục Viện thì ngoài đời Trương Thiết Lâm cũng có tính cách đào hoa cùng chuyện hậu cung rắc rối, phức tạp chẳng kém. Bên cạnh một cuộc hôn nhân chính thức cùng với vợ Ba Lan và một người con lai được công nhận thì sau khi ly hôn, ông vướng hàng loạt scandal tình ái. Vào năm 2015, dư luận dậy sóng khi đồng thời có hai người phụ nữ kiện ông làm cho họ có bầu rồi bỏ rơi con họ trong nhiều năm. Đáng nói là hai người này đều từng là học trò của ông. Kết quả là ông đã phải bồi thường cho hai bà tổng số tiền lên đến hơn 32 tỷ đồng. Sau nhiều tai tiếng đời tư, Trương Thiết Lâm bất ngờ gây sốc khi quyết định đi tu. Tuy nhiên thì sau 3 năm vắng bóng, tới cuối năm 2019, ông lại quay trở lại làng giải trí với các chương trình thực tế như chưa từng có cuộc chia ly. Lý Minh Khải. Chắc hẳn đã xem Hoàn Châu Cách Cách thì không ai có thể quên được vai diễn dùng ma thâm độc nhám hiểm do diễn viên Lý Minh Khải thủ vai. Tuy là một vai diễn phụ và phản diện, nhưng dùng ma trở thành một nhân vật kinh điển và thật sự khó có ai có thể thay thế được Lý Minh Khải trong vai diễn này. Bà nhập vai diễn thành công đến mức khán giả Trung Quốc ghét bà từ trong phim ra đến đời thực. Thậm chí nhiều năm sau khi phim kết thúc, bà ra đường vẫn gặp những tình huống khó đỡ như là bị chửi, bị ném trứng hay là bị taxi từ chối chở, ra chợ cũng không ai bán thức ăn cho. Trên phim độc ác là vậy, ngoài đời bà Lý Minh Khải giản dị, sống chan hòa với mọi người. Được xếp vào hàng ngũ ngôi sao hạng A, bà không giàu sang như nhiều diễn viên khác, thường ngày vẫn di chuyển bằng xe buýt. Bà sinh năm 1936, tức là năm nay đã 84 tuổi nhưng bà vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Những năm qua thì bà vẫn đều đặn tham gia phim truyền hình. Bà từng chia sẻ, con cái đều phản đối việc mẹ dồn quá nhiều sức lực vào việc đóng phim, còn khuyên bà ở nhà an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên thì bà Lý Minh Khải không chịu vì vẫn còn yêu nghề và khó bỏ thói quen làm việc duy trì nhiều thập kỷ qua. Vương Diễm. Vương Diễm thủ vai nàng tình nhi Cách Cách, ngọt ngào, hiểu chuyện và thông minh. Sau bộ phim cũng phát lên thành diễn viên hạng A. Thế nhưng trong khi tên tuổi đang ở đỉnh cao thì cô bất ngờ lấy chồng, từ bỏ sự nghiệp diễn viên của mình. Toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho chồng cho con. Tuy nhiên thì có thể nói đây là lựa chọn vô cùng sáng suốt của cô bởi vì chồng cô là một vị đại gia người Australia gốc Hoa, doanh nhân, hơn cô 11 tuổi, tên Vương Chí Tài. Ông sở hữu nhiều khối bất động sản lớn tại Bắc Kinh. Tài sản của ông ước tính hơn tỷ USD. Vương Diễm một bước trở thành phu nhân. Tại các sự kiện lớn của giới bất động sản Bắc Kinh, Vương Diễm thường ngồi ở vị trí trang trọng nhất.
Vương Diễm được nhận định là quý bà giàu có bậc nhất Bắc Kinh khi trong tay cô đứng tên không dưới 10 bất động sản là nhà cao tầng và biệt thự. Giờ đây, khi con trai đã cứng cáp và khôn lớn, Vương Diễm bắt đầu dậm dịch quay trở lại với niềm đam mê nghệ thuật. Ông xã đại gia của cô cũng vô cùng ủng hộ niềm đam mê của vợ. Người hâm mộ càng thêm suýt xoa về cuộc sống gia đình cũng như là sự nghiệp viên mãn. Bạn có bất ngờ với cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên đình đám này hay không? Nếu như bạn từng xem bộ phim này thì chắc hẳn giờ cũng đã có tuổi, có khi là bạn đã gia đình đề huề rồi chứ nhỉ? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn cho chúng mình biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Hi! Cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay! Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé! Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà xem gì trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.